Mới đây, một chiếc VinFast VF3 bản thuê pin đã xuất hiện trên thị trường xe cũ. Dòng xe điện mini này mới chỉ bắt đầu được bàn giao đến tay khách hàng từ ngày 1 tháng 8. Theo thông tin từ người bán, chiếc VinFast VF3 này đã lăn bánh 248 km. Ngoại thất xe màu xanh quân đội, tình trạng còn rất mới do chưa sử dụng nhiều và đã được trang bị thảm sàn. Mức giá sang tên được đề xuất là 268 triệu. Hiện tại, giá niêm yết của VinFast VF3 là 240 triệu cho phiên bản thuê pin. Để lăn bánh chiếc xe, người dùng sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng 260 triệu. Như vậy, giá bán lại của chiếc xe này chỉ cao hơn vài triệu đồng so với mua mới. Hiện tại, nếu khách hàng đặt mua mẫu mini SUV này sẽ phải chờ đợi, đến năm sau mới có thể nhận xe do lượng đơn đặt hàng đã vượt qua 30.000 chiếc. Trong khi đó, VinFast đã đặt mục tiêu giao ít nhất 20.000 xe VF3 trong năm nay. Ngoại thất của VF3 gây ấn tượng với các khối hình học khỏe khoắn và đường nét bóng bẩy, thể hiện cá tính của người sở hữu. VF3 có phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc là 210 km và thời gian sạc pin từ 10 lên 70% là 36 phút. Xe mất 5.3 giây để tăng tốc từ 0 đến 50 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa lên đến 100 km/h. VinFast VF3 có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 3.190mm, 1.679mm, 1.622mm, trục cơ sở 2.075mm. Với bộ la răng hợp kim 16 inch cùng khoảng sáng gầm cao 191mm, VF3 dễ dàng di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau. Ở nội thất, VinFast VF3 có cấu hình 4 chỗ, lược bỏ hầu hết các nút bấm vật lý. Vô lăng đơn giản, màn hình giải trí cảm ứng 10 inch ở trung tâm táp lô là nơi điều khiển các tính năng trên xe. Xe cũng được trang bị các công nghệ an toàn hiện đại như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng với túi khí dành cho người lái và phanh đĩa phía trước. We'll be right back.